Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy ở cái phần phép nhân của đơn thức với đơn thức với đa thức và đa thức với đa thức thì chúng ta đã nắm cái công thức rồi đúng không nào? Nhắc lại một xíu về công thức. Nói chung ở đây chúng ta nắm thầy cái số mũ x mũ n nhân x mũ m thì bằng x mũ n cộng m. Ha? Công thức đơn thức nhân đa thức. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy a nhân b và lấy a nhân c, lấy a nhân b cộng a nhân c ha, và đa thức nhân với lại đa thức thì chúng ta đầu tiên lấy a nhân vô đây, lấy a nhân vô đây ha, và chúng ta có ac cộng ad này, tiếp tục chúng ta lấy b nhân vô trở thành là cộng nhau bc cộng nhau bd. Đây là hai công thức chúng ta cần phải nắm để nên đi làm các cái bài tập. Rồi, ta sẽ đi sang là bài số 1A nhé. Ta có 1 phần 2 x bình phương 6 phần 5 x mũ 3. Thì này là đơn thức nhân đơn thức, thì chúng ta lấy hệ số biến nhân biến. Em hiểu nào? Nhưng mà thì ở đây chúng ta lấy 1 phần 2 nhân 6 phần 5 x mũ 2 nhân x mũ 3. Ok. Nhưng mà cái này đáng lẽ là bằng 12. À thầy nói 6 phần 10. Nhưng mà ở đây em thấy 6 với 2 này triệt tiêu. Nhưng mà trên đây là còn 3, đây là 5, đây sẽ là x mũ mấy? X mũ 5. Nghĩa là cái em nhân vô thì sẽ bằng là 6 phần 10. 6 phần 10 chia tử cho 2 mẫu chia cho 2 nha. Xem câu B. Rồi, ở đây đơn thức nhân đa thức thì em lấy y nhân vào đây, nhân vào đây và nhân vào đây. Nhưng mà người ta có y mũ 2 nhân 5 phần 7, y mũ 3. Đó, cứ như vậy game nhân vô. Còn dấu ở đây trừ thì hạ xuống trừ, cộng thì hạ xuống cộng vào đây. Và nhớ nguyên tắc thì hệ số sẽ viết đứng đằng trước, biến đứng đằng sau em nhé. Ở đây là 1, người ta không ghi là 1, 1 nhân 5 phần 7 thì đây sẽ bằng 5 phần 7. Mũ 2 cộng mũ 3 thì bằng mũ 5. Hệ số 2 viết lên trước. Ngay đây là 1 này, 1 nhân 2 bằng 2 này. Mũ 2 nhân mũ 2 thì bằng mũ 4 này. Ta viết hệ số trước 0,25 1 y mũ 2 xong. Được chưa? Ok. Câu A câu B nha. Rồi ta đi sang là câu C. Ở đây là đa thức nhân đa thức này. Đầu tiên ta lấy 2 x mũ 2 cái nhân vô đây. Thấy x mũ 2 nhân vào đây, phải nhân vào đây trước. Như vậy lấy 2 x mũ 2 nhân cho x bình. Lấy này nhân vào đây là trừ 2 x bình nhân cho x. Đúng không? Ở đây tiếp tục là trừ 2 x bình nhân cho 1. Đúng không? Tiếp tục tới x này. Tới x này em. Tiếp tục x nhân ở đây. X nhân x mũ 2 trừ x nhân x trừ cho x nhân 1 cộng nhân trừ này, cộng nhân trừ thì bằng trừ này. Tiếp tục tới số 4 này. 4 nhân vào đây, nhân vào đây và nhân vào đây. Cộng 4 nhân x bình trừ 4 nhân x và trừ 4. 4 nhân 1 bằng 4 đúng không? Đây sẽ là 2 x bình phương nhân x bình phương là bằng x mũ 4 này, trừ 2 x mũ 3 này, trừ 2 x bình phương này, x nhân cho x mũ 2 là x mũ 3 này, trừ x bình phương này, trừ cho x này, cộng 4 x bình phương, trừ 4 x trừ 4. Rồi bây giờ chúng ta thu gọn này, mũ 4 thì có mình nó thì các em viết lại này. Bây giờ coi mũ 3 này, trừ 2 x mũ 3 cộng x mũ 3 là bằng trừ x mũ 3. Hai này một nhóm này. Trừ 2 cộng 1 thì bằng trừ x mũ 3. Trừ 2 x bình phương và trừ x bình phương là bằng trừ 3 x bình phương. Trừ 3 x bình phương cộng 4 x bình phương thì bằng là cộng x bình phương. Trừ x trừ 4 x trở thành là trừ 5 x trừ 4. Xong. Được chưa? Ok. Ta sẽ đi sang ở câu D nha.
3x trừ 4 đây 2x cộng 1 trừ đây x trừ 2 6x cộng 3. Rồi thì để làm cái bài này á thì chúng ta sẽ tiến hành nhân hai cái ngọt này ra nhân hai ngọt ra, nhưng mà lưu ý á, đằng trước là cái dấu trừ nên đằng sau chúng ta cứ để ngọt, thì sau khi đó chúng ta bỏ cái ngọt ra bên đằng trước này có dấu trừ nên ta phải đổi dấu bên trong, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành thu gọn, cái hiểu chưa? Lá hai này nhân lại với nhau thì ai cũng biết làm đúng không? Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có 3x nhân 2x cộng 3x nhân 1 trừ 4 nhân 2x, cứ làm từ từ như vậy nghe, trừ 4 nhân 1 là trừ 4, ở đây trừ mở ngoặc ra x nhân 6x cộng cho x nhân 3, xong tiếp tục lấy âm 2 này nhân vô tiếp, âm 2 nhân 6x trừ 2 nhân 3 là bằng trừ 6. Rồi đây anh em nhân ra, ở đây là dấu ngoặc này, rồi cứ ghi lại 3 nhân 2 là bằng 6x mũ 2 này cộng 3x, 4 x 2 là bằng 8x trừ 4, đây là 6x mũ 2 cộng 3x trừ 12x đúng không, trừ 6. Rồi bây giờ chúng ta bỏ ngoặc ra này, ở đằng trước đây người ta không ghi, nghĩa là nhà đằng trước đây là dấu cộng, mà dấu cộng nên chúng ta bỏ ngoặc này không có đổi gì về dấu cả. 6x mũ 2 3x trừ 8x trừ 4. Rồi bây giờ ở đằng trước cái ngoặc này á là dấu trừ đúng không, dấu trừ nên ta sẽ bỏ ngoặc này ra, người ta đổi dấu trừ 6x mũ 2 trừ 7x cộng 12x cộng 6. Bây giờ người ta rút gọn này, 6x bình phương với trừ 6x bình phương này hết triệt tiêu, 3x với trừ 3x này hết luôn, trừ 8x, trừ 8x tiếp cộng 12x trở thành là còn lại 4x, trừ 4 cộng 6 thì trở thành là còn là cộng 2. Xong vậy đó. Ok, em hiểu không? 6x bình trừ 6x bằng 0, 3x trừ 7x bằng 0, còn lại là trừ 8x cộng cho 12x, trừ 8 cộng 12 là bằng 4. Nghĩa là em lấy 12 trừ cho 8 là bằng 4x đúng không, trừ 4 cộng 6, trừ 4 cộng 6 là bằng cộng 2. Xong rồi ta đi sang bài số 2 nhé. Ta đi sang bài số 2 được không nào? Ở đây người ta yêu cầu như đây em, tìm hệ số, tìm bậc hệ số cao nhất về số tự do của mỗi đa thức sau. Chà hơi dài ha. Bây giờ chúng ta cứ ghi lại rồi chúng ta nhân ra thôi. Thì các em ghi xong thì các em sẽ quan sát và các em thấy ngay là cái đa thức này thì nó chưa thu gọn này, nó chưa thu gọn em, chúng ta thu gọn cái này trước, em hiểu nào? Như vậy thì nó ra được là trừ 2x bình phương trừ 3x, trừ 3x cộng x thì trở thành là trừ 2x trừ 1 đúng không? Đúng chưa? Em có hiểu chỗ này không? Hiểu đúng không? Nhân ở đây cho 3x bình phương trừ x trừ 2. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhân ra. Ví dụ nhân ra thôi. Lát này nhân với này, trừ 2x bình nhân cho 3x bình, nghĩa là cứ lấy này nhân vô đây, nhân vô đây, đây cứ một cái này sẽ nhân với ba cái này đúng không, trừ nhân trừ này, em nhìn nè, trừ nhân trừ này thành cộng này, cứ trừ nhân trừ thành cộng luôn, chứ để cho trừ nhiều cái chúng ta không biết cách xử lý dấu là nó sai á, trừ nhân trừ là thành cộng, 2 bình nhân 2, tiếp tục lấy này nhân với này là trừ 2x nhân cho 3x bình phương này, trừ nhân trừ thành cộng này, 2x nhân x này cộng 2x nhân 2 này, lấy trừ 1 này nhân vô, trừ 1 nhân cho x bình phương là trở thành là trừ 3x bình phương này, trừ trừ thành cộng này, cộng này rồi ok. Ở đây số 2 em là trừ 6x mũ 4 này cộng 2x mũ 3 này cộng 4x mũ 2
trừ 6x mũ 3 cộng 2x mũ 2. Ở đây số 2 em nha, 4x trừ 3x bình phương cộng x cộng 2. Như vậy bx bằng trừ 6x mũ 4, cứ để đó đâu có nào đồng dạng nào đâu. Tới mũ 3 đi, 2 nè, trừ 6 là bằng trừ 4 nè. 2x mũ 3 trừ 6x mũ 3 trở thành là trừ 4x mũ 3 nè, đúng chưa? Tới mũ 2 là 4x mũ 2 cộng 2x mũ 2, 4 cộng 2 là bằng 6 nè, trừ 3, 6 trừ 3 thì trở thành là cộng 3x mũ 2 nè. Tới x, 4x cộng x là trở thành là 5x nè, đây là 2. Như vậy bây giờ bậc này, bậc của bx đây chính là bậc mấy? Đây là lấy lũy thừa cao nhất này, lấy lũy thừa cao nhất này chính là bậc 4 này. Hệ số cao nhất, hệ số cao nhất đó chính là đây, âm 6. Hệ số tự do là 2. Hiểu chưa? Các em rõ chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang ở câu B nhé. Câu B. B đây là QX. Ở đây đề bài thầy làm luôn nha, không ghi lại đề bài luôn nha. Ta lấy x mũ 5 này, nhân vô đây, nhân vô đây và nhân vô đây đúng không? X mũ 5 nhân cho âm 2x mũ 6 trừ x mũ 5 nhân cho x mũ 3 cộng x mũ 5 nhân cho 3 trừ nhân trừ này, cho em lấy này nhân vô đây đó, trừ nhân trừ thành cộng rồi đã, 5 nhân 2 x mũ 6 trừ trừ thành cộng rồi đã, 5 nhân x mũ 3 trừ 5 nhân 3. Ở đây hệ số nó là trừ 2, x mũ 5 x mũ 6 lại bằng x mũ 11 trừ đây x mũ 8 đúng không, cộng 3 x mũ 5 cộng 10 x mũ 6 cộng 5 x mũ 3 và trừ đây cho 15. Rồi chúng ta ghi lại trừ x mũ 8 cộng 10 x mũ 6 cộng 3 x mũ 5 cộng 5 x mũ 3 đây thì nó trừ 15, đúng chưa? Như vậy thì cái bậc của cái đa thức QX đó chính là bậc 11, là đúng số 1 ở đây. Hệ số cao nhất đó chính là hệ số âm 2. Hệ số tự do thì chính là âm 15. Xong. Em hiểu không? Rồi, vậy thôi. Được chưa? Các em hiểu cái phương pháp nhân rồi đúng không? Như vậy thì nhân đơn thức, đa thức, rồi đa thức với đa thức thì chúng ta cứ lần lượt, nhân lần lượt là ok. Được chưa? Tới clip này tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em bắt đầu từ bài số 3, số 4 và số 5. Chúc em học tốt nha. Bye bye, ok. Các em nên làm trước nha em nha.